Hai anh Tuấn thật biết nịnh fan, dụ dỗ người ta nói em yêu anh để rồi đáp lại hai chữ tình mơ thế này. Vốn được mệnh danh là chàng thơ, là mối tình trong mộng của biết bao cô gái, hai anh Tuấn cùng với giọng hát lãng tử và phong thái hào hoa của mình đã đốn gục nhiều trái tim chị em yêu nhạc. Và mới đây, hai anh Tuấn lại có dịp xuất hiện trên sân khấu với loạt bài hit như Tháng mấy em yêu anh, Cứ thế hay liên khúc Một đêm say, Em bỏ hút thuốc chưa, Chuyện của mùa đông, Xuân thì. Đặc biệt khi trình diễn ca khúc Một đêm say, hai anh Tuấn đã có màn tương tác đi lòng đất với người hâm mộ có mặt. Cụ thể khi mở đầu với câu hát Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói, hai anh Tuấn đang nhường mic cho khán giả để cùng đồng thanh Em yêu anh. Ngay lập tức nam ca sĩ đã tương tác với câu nói cực lầy Anh biết. Nổi tiếng là nam ca sĩ với phong cách âm nhạc sang trọng, có phần chững chạc nên màn đáp trả hài hước của hai anh Tuấn đã khiến các fan vô cùng thích thú và chia sẻ dần dần trên mạng xã hội.